Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một cái túi để đựng bình nước như thế này nhé. Các bạn cần chuẩn bị len hoặc sợi để chúng ta cùng móc cái họa tiết hình ô vuông. Các bạn chuẩn bị kim phù hợp với cỡ sợi của các bạn và một cái kéo để khi cần chúng ta còn cắt sợi nhé. Các bạn chọn màu sắc tùy ý nhé. Và sản phẩm này khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần móc 4 cái ô vuông như thế này rồi ghép chúng lại. Hôm nay mình dùng sợi khá nhỏ nên là sử dụng kim với cái đầu là 2.5mm. Còn tùy ở các bạn nhé. Các bạn có thể chọn kim cho phù hợp với cỡ len hoặc sợi của các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cái màu vàng trước. Màu vàng sẽ được làm cho cái phần nhị hoa. Các bạn cầm len lên tay, cuốn quanh vào hai ngón tay một vòng, kẹp ngón út lại. Các bạn đưa kim lùa qua cái vòng tròn trên ngón tay, sau đó móc một mũi. Cầm cái sợi dây thừa kéo rút cho vòng tròn nhỏ bớt. Tiếp tục móc một mũi móc xích, hai mũi, 3 mũi và 4 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả. Đưa kim vào vòng tròn, kéo cái sợi lên. Kéo sợi và rút qua hai sợi lần thứ nhất. Kéo sợi rút qua hai sợi lần thứ hai. Chúng ta đã thực hiện thêm được một cái mũi móc kép bên cạnh cái dây xích rồi đây. Bây giờ ra một mũi xích. Quay kim móc lấy mũi giả, đưa kim vào vòng tròn, kéo sợi dây lên. Kéo qua hai sợi lần thứ nhất, kéo qua hai sợi lần thứ hai. Ta được 3 mũi. Một mũi móc xích. Rồi đến một mũi móc kép. Và cứ như vậy các bạn móc cho hết cái vòng tròn này sao cho đủ 12 cái mũi móc, tính cả cái mũi móc xích lên hàng, và mỗi một mũi cách nhau một mũi móc xích. À, mũi chúng ta đang móc gọi là mũi móc kép đấy. Cứ như vậy các bạn móc cho hết cái vòng tròn này đi nhé. Mình đã móc xong được 12 cái mũi móc kép, tính cả cái mũi móc xích lên hàng đây. Và bây giờ chúng ta chỉ cần kết hàng bằng một mũi móc trượt vào cái mũi đầu tiên. Mình đã hoàn thành xong hàng móc đầu tiên với 12 cái mũi móc kép. Các bạn cắt chỉ dấu sợi đi nhé. Bây giờ mình sử dụng cái màu thứ hai là màu trắng hoặc là màu trắng ngà tùy ý các bạn nhé. Để chúng ta làm cánh hoa. Các bạn đặt cái sợi dây xuống cái vị trí chúng ta cần móc, đi qua một cái ô trống như thế này. Các bạn kéo cái sợi dây qua này,
đưa cái dây lên trên cái sợi dây chúng ta đang móc, kéo qua một sợi và rút hết, vắt cái sợi dây qua. Chúng ta vừa móc vừa giấu sợi nhé, móc thêm một mũi móc xích và móc một mũi móc xích nữa. Móc mũi móc xích thứ tư, chúng ta kẹp cái dây thừa vào và móc cùng này. Quay kim móc lấy hai mũi giả, chúng ta đưa kim xuống chân cái mũi móc chúng ta vừa móc cái sợi dây xích đấy, kéo lên và móc một mũi kép đôi mà không rút hết. Không rút hết nhá. Bây giờ chúng ta lại quay kim hai lần lấy mũi giả và đưa kim xuống cái gốc chúng ta vừa móc đấy. Xuống cái chân mũi chúng ta vừa móc này. Kéo lên rồi móc qua hai sợi dây lần thứ nhất, qua hai sợi dây lần thứ hai. Ở trên kim chúng ta có ba cái sợi dây. Bây giờ chúng ta mới kéo dây và rút hết. Ta được một cái cánh hoa đầu tiên. Sau đó các bạn móc hai mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả hai lần. Đưa kim vào cái ô trống bên cạnh. Ta lại móc một mũi kép đôi mà không rút hết. Tiếp tục một mũi nữa. Và cứ như vậy các bạn móc 3 mũi kép đôi mà không rút hết vào chung một chân nhé. Ở cái bông cánh hoa thứ hai thì chúng ta có 4 cái sợi dây và bây giờ chúng ta mới kéo hết này. Móc thêm một mũi móc xích, hai mũi móc xích. Quay kim móc hai lần và đưa kim vào cái ô bên cạnh. Ở đây chúng ta lại móc 3 mũi móc kép đôi mà không rút hết. Móc 2 mũi móc xích. Và cứ như vậy các bạn móc cho hết cái vòng tròn này. Sau khi móc xong ta được 12 cái cánh hoa và mỗi một cánh hoa cách nhau 2 mũi móc xích. Các bạn cứ móc đi nhé. Đây mình đã móc xong 12 cái cánh hoa. Và cái mũi cuối cùng các bạn nhớ vẫn ra 2 cái mũi móc xích nhé. Bây giờ kết hàng chúng ta đưa kim qua 2 cái sợi dây như thế này. Rồi kéo sợi rút qua hết. Ở cái phần màu này chúng ta không sử dụng nữa. Chúng ta rút hết rồi giấu sợi. Bây giờ mình dùng đến màu xanh. Các bạn đặt sợi màu xanh vào cái phần mình chuẩn bị móc. Đưa kim kéo sợi. Bắt sợi lên trên. Bây giờ chúng ta móc 3 mũi móc xích. Vừa móc, vừa giấu chỉ đi. Quay kim lấy mũi giả, đưa kim xuống cái gốc của cái chân mũi móc xích. Rồi móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc thêm mũi móc kép thứ hai.
vào cùng chung một cái chân này nhé. Vừa móc, chúng ta vừa kẹp cái sợi chỉ thừa vào. Và bây giờ chuyển sang cái ô bên cạnh. Chúng ta lại móc 3 cái mũi móc kép chung vào một chân như thế này nhé. Đây, mình đã móc được 2 ô và mỗi một ô là 3 cái mũi móc kép. Chuyển qua cái ô bên cạnh, chúng ta lại móc 3 mũi móc kép chung vào một chân. Và ở cái ô này mình tạo thành một cái góc vuông. Bây giờ thì mình móc 2 mũi móc xích. Sau đó là móc 3 mũi móc kép chung vào cái chân mũi chúng ta vừa móc 3 mũi móc kép đó. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Rồi đến mũi thứ ba. Vậy là mình đã tạo được một cái góc vuông. Chuyển qua cái ô bên cạnh, mình lại móc 3 cái mũi móc kép chung vào một ô. Đến ô tiếp theo, chúng ta cũng móc 3 mũi móc kép. Đến cái ô tiếp theo thì các bạn lại móc thành một cái cụm như thế này để tạo được một cái góc vuông nhé. Bây giờ thì mình móc 3 mũi kép đã này. Sau 3 mũi kép là 2 mũi móc xích. Rồi lại đến 3 mũi móc kép chung vào một chân. Chung vào cái ô trống này. 1 2 3. Vậy là mình đã được một cái cạnh của cái phần màu xanh như thế này. Còn các cái ô còn lại các bạn cũng móc tương tự như thế này nhé. Cứ một cái góc vuông như thế này rồi lại đến 2 ô. Rồi lại đến góc vuông. Các bạn cứ móc đi nhé. Chúng ta móc thêm 2 cái ô rồi đến ô góc. Và mỗi một cái ô này thì chúng ta móc 3 cái mũi móc kép chung vào một ô. Và các bạn móc đến cuối hàng. Thì mình đã hoàn thành xong cái hàng móc và mũi cuối cùng. Thì chúng ta đưa kim và 2 cái sợi dây rồi kéo một mũi móc trượt.
Lên hàng tiếp theo, mình móc 3 mũi móc xích, quay kim móc, lấy mũi giả, đưa kim xuống cái gốc, móc tiếp 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Ở đây chúng ta cần móc 3 mũi, móc 2 mũi móc kép cộng với dây xích, tính là 3 rồi nhé. Tiếp tục sang cái ô kế tiếp, chúng ta lại móc 3 mũi móc kép chung vào một ô. Và ở hàng móc này cũng khá dễ. Mỗi một cái ô trống như thế này, chúng ta móc 3 mũi móc kép chung vào một chân. Đến mũi ở góc, chúng ta cũng móc một cái cặp giống hệt những hàng móc ở dưới. Các bạn nhớ cắt cái chỉ thừa đi. Đến đầu góc rồi này, các bạn móc giống ở bên dưới nhé. Là móc 3 mũi móc kép, rồi đến 2 mũi xích, rồi đến 3 mũi kép chung vào một chân. Hai mũi xích, 3 mũi kép, 1 cái góc vuông ở trên cái hàng này rồi. Tiếp tục ra đến cái ô trống như thế này thì chúng ta lại móc 3 mũi móc kép. Đến đây là khá dễ rồi, các bạn tự móc đi nhé. Mình lại móc thêm được một cái cạnh nữa. Và bây giờ các bạn móc nốt đi nhé. Khi móc đến mũi cuối, chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi móc trượt vào đây. Ở cái phần màu xanh này, nếu các bạn sử dụng sợi to và cái bình nước của bạn vừa phải thì chắc là đủ rồi. Còn sợi của mình khá nhỏ nên là mình phải thêm một hàng nữa. Và bây giờ mình cũng lên 3 mũi móc xích. Lên hàng trên này, cách móc giống hệt hàng dưới. Sau khi móc xong một cái dây xích dài 3 mũi móc xích thì chúng ta móc thêm 2 mũi móc kép chung vào một ô. Chuyển qua cái ô bên cạnh, chúng ta cũng móc 3 mũi móc kép. Và ô bên cạnh cũng thế. Đến ô đầu góc, chúng ta cũng móc giống hệt những cái hàng bên dưới.
Bây giờ đến ô đầu góc này, chúng ta móc 3 mũi móc kép, rồi đến 2 mũi móc xích, rồi tiếp đến lại 3 mũi móc kép chung vào một ô. Vậy là mình đã hoàn thành thêm được một cái góc nữa. Các cái mũi còn lại rất là đơn giản, các bạn tự móc đi nhé. Được cái hàng này thì mỗi một cái cạnh nó sẽ có một cái cụm này, 2, 3, 4, 5, 6 cái cụm, và mỗi một cụm là 3 cái mũi móc kép như thế này nhé. Và bây giờ mình chỉ còn vòng một chút nữa thì là xong hết cái ô vuông này. Bây giờ mình ở mũi cuối rồi, kết hàng các bạn nhớ vẫn rút một mũi móc trượt. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái ô vuông như thế này. Bây giờ các bạn rút sợi rồi dấu chỉ đi nhá. Chiếc túi nhỏ này chỉ cần 4 cái ô vuông. Và đây mình đã móc được mấy cái ô vuông rồi này. Nếu các bạn có sợi to ấy, thì các bạn chỉ cần phải móc 2 hàng thôi thì cũng đã bằng một cái ô vuông của cái sợi nhỏ rồi đây này. Đấy. Nên các bạn cứ hỏi tại sao mình lại chập sợi. Đây này, chập sợi này. Chập 2 sợi nhỏ vào là 1 thì chúng ta được cái sợi to. Sợi to thì ô vuông của chúng ta sẽ phải móc ít hàng hơn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp 4 cái ô vuông này vào với nhau để cho thành cái bình nước nhé. Đi từ đây, các bạn cầm cái sợi lên tay này, kéo sợi qua. Bây giờ chúng ta cũng dấu chỉ lên trên nhé. Móc một mũi thứ nhất luồn lên trên, móc mũi thứ hai luồn lên trên. Chúng ta đưa kim vào đây để móc mũi thứ ba. Đưa kim vào đây, kéo sợi qua, móc mũi thứ ba. Chúng ta kéo xong rồi đấy. Bây giờ này quay kim lấy mũi giả này, rồi đưa kim vào mũi thứ nhất. Thứ nhất ở trên cái cạnh góc vuông này, chúng ta kéo qua, kéo sợi lên. Và chúng ta lại móc một mũi móc kép. Các bạn rút hết một mũi móc kép này, tiếp tục quay kim và đưa vào cái ô tiếp theo. Rút hết được 2 mũi rồi, tiếp tục mũi thứ 3. Rút hết. Bây giờ chúng ta mới
lùa kim qua cái ô này, qua sang bên đây nhé, qua ba cái mũi móc kép ở đây, qua ba cái mũi này chúng ta đưa vào cái ô này nhé, đưa vào đây, đưa hai qua hai cái sợi dây như thế này, các bạn kéo và lại rút qua, rút qua hết luôn. Bây giờ cái dây thừa này chúng ta kẹp vào đây, chúng ta móc chung nhé. Quay kim lấy mũi giả rồi lại đưa kim vào cái ô bên cạnh, tiếp tục lại móc ba mũi móc kép, 1 2 3 mũi móc kép. Chúng ta không móc chung chân nữa, chúng ta tách ra này. Bây giờ lại móc vào đây, móc qua ba cái mũi kép ở đằng sau này nhé, ba mũi kép ở đằng sau này chúng ta lại đưa kim vào đây, lại kéo qua mũi trượt luôn. Đấy. Xong lại cứ tiếp tục như thế, lại đi ba mũi móc kép bên này, 1 2 3 mũi móc kép, xong lại đưa kim vào qua ba cái chân mũi bên này nhé, đưa vào cái ô này, chúng ta móc một mũi trượt. Đó, cứ như thế các bạn móc cho đến hết cái hàng móc này, chúng ta đã ráp được hai cái cạnh này vào với nhau. Và tiếp tục để ráp hai cái cạnh này vào với nhau. Bây giờ mình ráp đi đến đây nhé. Một, hai và ba, đưa kim qua mũi thứ ba, kéo và rút mũi trượt, rồi lại tiếp tục móc ba mũi, 1 2 3, đưa kim và kéo rút một mũi móc trượt, tiếp tục lại móc ba mũi kép, 1 2 3 mũi kép, đưa kim vào cái mũi cuối, kéo và rút mũi móc trượt. Bây giờ lại đến cái mũi đầu này nhé, chúng ta cũng cần phải kết nối nó vào, đưa vào đây, kéo qua và rút một mũi, sau đó lại đưa vào cái đầu này, chúng ta kéo một mũi móc trượt. Đây là mình đã kết nối xong hai cái ô này vào với nhau. Lên trên, 1 2, đưa kim vào cái ô đây, kéo một mũi thành 3, quay kim lấy mũi giả rồi đưa vào cái ô, cái dây chúng ta vừa móc đấy, chúng ta móc một mũi thứ nhất, mũi thứ hai, được này, thì đến mũi thứ ba chúng ta kết nối vào đây. Ở đây là chúng ta được ba cái dây rồi này. Kết nối vào đây, kéo một mũi móc trượt. Bây giờ lại tiếp tục móc như bình thường. Đến đây chúng ta lại đi mũi đầu tiên. Xong đến mũi thứ hai, đến mũi thứ ba, rồi đưa kim qua cái ô đây, cách ba cái mũi móc kép ở hàng dưới nhé, đưa vào đây, chúng ta lại kéo qua một mũi móc trượt, và cứ như thế các bạn móc cho đến hết cái hàng móc này là chúng ta lại ráp được thêm một cái ô nữa vào với nhau. 3 đến đây chúng ta lại kéo qua và rút mũi móc trượt, cứ như thế nhé. Đây mình móc này, đi ra đến đây, đến đây. Bây giờ chúng ta cắt chỉ dấu sợi đi.
cách ráp giống hệt như nãy mình hướng dẫn ở cái chiều kia. Để các bạn cứ thế các bạn ráp thôi. Bây giờ mình đã ráp được 4 cái ô vào với nhau. Bây giờ lại ráp hai cái đầu này vào với nhau. Và cách ráp cũng giống như vừa rồi nhé. Khi ráp xong rồi, mình được một cái hình như thế này. Bây giờ mũi cuối ở đây nhé các bạn. Cùng móc đáy với mình nhé. Phải móc đáy luôn đây này, không phải móc vòng tròn riêng nhé. Móc đáy luôn vào cái đây. Các bạn ra 3 mũi móc xích. Quay kim móc nhé, thì gặp ngay một cái dây ở đây. Thì chúng ta móc vào đây một mũi. Qua sang bên đây chúng ta lại móc một mũi. Và tiếp tục cái chân này nhé. Hai chân thì chúng ta móc thành một. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Đấy, cứ hai chân chúng ta lại móc thành một. Đấy. Hai chân móc, chúng ta móc thành một. Cái chân cạnh thì chúng ta móc riêng nhé. Chúng ta phải móc một mũi này, cái mũi này. Rồi đến những mũi này. Chúng ta móc một mũi thôi nhé. Rồi cái ô này chúng ta móc một mũi này. Rồi cứ đến đây thì cứ hai chân chúng ta móc thành một mũi. Đến mũi đầu nhé, chúng ta đưa vào đây để đến mũi đầu rồi này các bạn, đưa kim vào đây kéo và rút một mũi móc trượt, chúng ta túm dần cái đầu này vào. Bây giờ chúng ta lại móc 1, 2, 3 mũi móc xích, quay kim móc. Ở hàng móc này chúng ta lại sử dụng mũi giảm. Và cứ hai mũi chúng ta giảm còn một mũi.
Bây giờ lên hàng tiếp theo, chúng ta vẫn lên 3 mũi móc xích và vẫn giảm mũi cho đến hết nhé. 2 mũi chúng ta móc thành 1 mũi. Mũi cuối các bạn kết hàng bằng một mũi móc trượt. Lên hàng tiếp theo thì móc một mũi móc đơn, sau đó móc những mũi móc trượt để giảm mũi cho hết hàng. Móc xong các bạn cắt chỉ dấu sợi đi nhé. Mình cho thử vào cái bình nước này để các bạn nhìn rõ cái phần đáy nhé. Bây giờ mình móc một hàng mũi móc đơn để viền cái miệng túi này. Hoặc các bạn có thể móc 2-3 hàng tùy ý. Sau đó móc quai ở hai cái cạnh. Các bạn đưa kim rồi kéo sợi gây một mũi đầu tiên. Móc vào đây một mũi. Ở cái hàng móc này, mỗi một chân mũi chúng ta móc một mũi móc đơn. Móc cho đến hết cái hàng móc này nhé. Khi móc xong cái hàng móc này, chúng ta kết hàng bằng một mũi móc trượt, chỉnh trang cho cái phần móc. Bây giờ bắt đầu cho cái phần quai. Có rất nhiều cách để móc cái phần quai túi. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn một cái cách đơn giản để móc cái quai túi. Cái sợi của mình khá nhỏ nên là bây giờ mình sử dụng 2 sợi ghép vào và để móc cho cái phần quai. Bắt đầu lên hàng bao giờ chúng ta cũng móc một mũi móc xích, sau đó quay kim móc ngược trở lại rồi kéo một mũi, móc tiếp một mũi tiếp theo không kéo hết. Sau đó các bạn kéo từng mũi một nhé.
Cứ tiếp tục móc như vậy cho đến khi các bạn móc được cái quai ưng ý. Các bạn cứ móc đi nhé. Khi móc được cái quai với cái độ dài ưng ý thì các bạn ráp kết nối vào cái phần đối diện, kéo qua một mũi móc trượt. Và mũi tiếp theo các bạn cũng trượt qua nhé. Kết nối từ cái quai vào cái thân túi, trượt qua hết. Các bạn thao tác cho đủ 3 mũi. Bây giờ các bạn kết hàng rồi cắt chỉ dấu sợi đi. Mình đã hoàn thành xong chiếc túi rồi. Vậy là chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.